Chiều nay, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý 2, triển khai nhiệm vụ quý 3. Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh chủ trì hội nghị. Thời gian qua, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã chỉ đạo chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và các phòng giao dịch cấp huyện kịp thời chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần giúp các đối tượng chính sách có thêm vốn đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao đời sống, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế của địa phương. Đến ngày 31 tháng 7 năm 2022, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách và tổng dư nợ đạt gần 3.400 tỷ đồng, tăng trên 10% so với đầu năm, tập trung chủ yếu ở các chương trình như cho vay, giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay nhà ở xã hội, cho vay học sinh, sinh viên. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thời gian tới, các thành viên trong Ban đại diện Hội đồng Quản trị phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, quản lý tốt việc sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Tiếp tục tham mưu chuyển nguồn vốn ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội. Sau Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan chuẩn bị điều kiện để tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78 của Chính phủ tại cấp tỉnh vào giữa tháng 9 năm 2022.